Nơ trắng em còn 36 này. Nơ trắng còn 36, 37, 39 nhá. 6, 7, 8, 9 nhá. Đủ size luôn. 6, 7, 8, 9. Có đôi dép quai cao gót. Có, nhưng mà hôm nay cháu không like được cao gót đâu. Mẫu nơ trắng này em còn 6, 7, 8, 9 nhá. Nơ trắng còn 6, 7, 8, 9. Vừa like vừa soạn hàng luôn. Vì là vừa... Ôi, còn đôi sục này. Chiều nay ai không được thì chốt giúp em nhá. Màu ghi size 37. Màu da, màu nâu da size 37. Còn sót một đôi sục. Cao 3 phân nhá. 99k này. Cao 3 phân nhá. Lót khâu này. Chất da của nó là chất da trơn, rất là mềm luôn. Cực kỳ mềm luôn nhá. Sục phối với cái vòng xích này. Đấy. Còn một đôi size 37. Chiều nay có chị nào hỏi mà không được đấy. Sao không xem được nữa? Vẫn xem được mà. Ô, mạng bị làm sao ấy nhở? Mạng vẫn thấy tốt, mọi người vẫn xem được mà. Sục nha, em còn một đôi 37 thôi. Lấy comment giúp em sục 37 nhá. Đây cái mẫu này màu đỏ này. Đâu rồi? Chưa soạn ra. Màu da nhá, sục màu da này. Em còn duy nhất một đôi màu đỏ, à màu da thôi, size 37 nhá. Màu da size 37. Lấy comment giúp em nhá. Comment giúp em da 37. Da 37 giúp em này. Chiều nay có chị nào hỏi sục đấy, nhưng mà hết rồi, bây giờ chỉ còn một đôi này thôi. Xả 99k nhá, xả 99k. Hàng xoắn này. Xoắn này cũng xả 99k nhá, hàng cao cấp nhá. Xoắn này. Đấy, phối phun đá luôn nhá, phối phun đá luôn. Ở gót của nó là gót tráng gương nhá, gót khoảng 1 phân rưỡi tráng gương này. Đấy, xoắn nhá. Lấy comment cho em xoắn này. Em còn size 38. Xoắn này em còn size 38. Ok, chị Minh Giang này, sục 37 này. Bước ra tận kia rồi. Xoắn này em còn một đôi 38, còn có 3 đôi thôi. Một đôi 38, một đôi 36. Xoắn này em còn một đôi 36, một đôi 38.